Vâng, dạ. Tác nghiệp. Vâng, thưa sếp. Mời hai ngài như thế em chụp ảnh ạ. 1, 2, 3. Rồi ạ. Ngài đã thuyết phục tập đoàn của chúng tôi bằng các thiết bị nâng hạ của Kenbo. À. Tôi đánh giá rất là cao dòng Kenbo KKBB. Đây là dòng panel cao cấp chuyên dùng trong các nhà xưởng. Dòng này chạy rất là khỏe và bền bỉ lắm ạ. Xin cảm ơn ngài. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để làm vừa lòng các ngài. Hy vọng là được hợp tác lâu dài với ngài. Vâng. Còn bây giờ xin phép ngài, tôi phải ra sân bay ạ. Vâng. Xin chào ngài ạ. Hiền Sâm. Dạ. Đưa ngài Khánh Nguyễn ra xe. Dạ vâng thưa sếp. Này, thượng lộ Bình An nhá. Hẹn gặp lại các ngài vào dịp khai trương nhà xưởng. Nhất trí rồi. Xin mời ngài ạ. Lễ ký kết thành công tốt đẹp. Tôi thật không ngờ thiết bị nâng hạ Kenbo lại có sức thuyết phục nhà đầu tư nhanh đến như vậy. Tôi đã làm không dưới 100 dự án liên quan đến cái thiết bị này. Cho nên tôi mà đã tư vấn cho ông là một đập là ăn quan. Mà này, cái lời lãi trong cái dự án này mà. Vâng. Ông không cần phải cảm ơn tôi đâu. Đấy chứ. Vẫn biết đại nhà thầu Hải Bao Tải gia tài phải hàng trăm triệu đô, gái đầy vườn, siêu xe đầy nhà, thế nhưng mà vẫn phải xin phép ngài là lãi suất chia đôi. Ông đã nói thế rồi thì thôi được, tôi nhận. Nhưng mà này, nói thật với ông ấy, cầm 50% tiền lãi của ông ấy mà tôi cũng chỉ để đi làm từ thiện thôi. Ôi à, anh em mình chỗ thân tình, tìm một thùng bia ngon ngon uống với nhau là được rồi. Nghe không? Cái đấy thì đơn giản quá. Mà này, ông gọi ông bạn vàng ông đến đấy à? Không, tôi có cho mời ai đâu. Ông bạn một tấc đến giờ của ông đến kìa. Cho đấy làm gì nhỉ? Vào đây mấy thằng. Tích. Tích đi. Tại sao ông biết tôi ở đây? Tại sao ông biết tôi ở đây à? Này, ông sai ông trưởng thôn nhờ tôi đi lấy bia cho ông, đúng không? Nhé. Ông làm gì mà tôi chẳng biết. Mà này, tôi có cảm giác hình như là ông muốn né tôi, đúng không? Xin chào ngài đại tỷ phú tiền Việt là Hải Bao Tải. Vâng, chào ngài Văn Tích một tấc đến rồi. Cảm ơn ngài quá khen. Ông Sự, tại sao ông lại đi đêm với nhà thầu Hải Bao Tải? Ông nghe tôi hỏi đây, ông nói ngay. Bọn chủ đầu tư nó thuê ông mông lại cái nhà tiền chế này bao nhiêu tiền? Khai mạo. Cái dự án này tôi nhận cho ông công sự đây cả bao lắp thiết bị luôn là 1 triệu đô. Hả? 1 triệu đô hả? Ai ơi, cái thằng này sao mày lại cấu tao? Cụ Đoành cũng bảo với con là cái dự án này là tầm 23 tỷ. Con bảo mấy ông lại bĩu môi là có cái cục cờ. Điều ngươi sẽ đang làm việc. Ông Sự nhá, ông nên nhớ rằng tôi với ông đã ký kết hợp tác toàn diện rồi nhá. Tôi yêu cầu ông báo cáo lãi suất sau thuế nhanh. Ôi hay, đã thi công xong đâu. Mà này, còn phát sinh ra đầy ấy. Chúng mày tính cho ông xem 15% của 23 tỷ là bao tiền nhé. Là nó rơi vào 3 tỷ 450 triệu chia đôi ra bằng 1 tỷ 725 triệu. Đúng không? Khiếp, đầu ông lẩy số như computer. Chúng con còn đang bấm mà ông đã có đáp án rồi. Ông Sự, bây giờ như thế này nhá. Tại giờ phút này, tại không gian này, tại bối cảnh lịch sử này, tôi yêu cầu ông công sự, tức là ông, phải tất toán cho ông Tích, tức là tôi, 1 tỷ 725 triệu, nhanh. Ôi, nhà đầu tư đã thanh toán đâu mà tôi có tiền? Mà ông lạ thật đấy nhỉ, tôi có chung trả gì với ông đâu, hả? Mà ông đòi chia quyền lợi. Ông định dở mặt đúng không? Ông nên nhớ nhé, là tôi có 50% cổ phần ở trong công ty xây dựng Vô Tích Sự đấy. Tôi có đầy đủ bằng chứng để có thể đưa ông ra trước vành móng ngựa nhé. Úi nhé. Kinh quá. Ông Văn Tích ơi, tôi đây. Ông mới là người đang đi tống tiền người khác đấy. Cái gì? Tôi cũng có đầy đủ bằng chứng để đưa ông ra trước vành móng ngựa. Bằng chứng đâu? Và ông sẽ phải nói câu này. Câu gì?
Thưa quý tòa, tôi là người có tội. Tôi đã chấn lột của ông công sự đây 1.725.000.000 ạ. Tôi xin lỗi quý tòa. Hiểu không? Tức. Ông đừng có dây với Hải Báo Tài. Tiền của cha ấy có thể đè chết cả họ hai chúng mình đấy. Thật không? Đùa với ông. Thôi nhá. Sao? Chấm hết. Không ai nói gì nữa. Vụ án coi như kết thúc tại đây. Bắt tay. Cảm ơn. Coi như hòa. Có thế chứ. Thế chứ. Cảm ơn ông. Ông Sự, đề nghị ông đưa chìa khóa xe 4 bánh vào đây cho tôi. Nhanh, khẩn trương. Quân tử trả thù 3 năm vẫn chưa muộn nhé. Đừng có đùa với thằng này. Chúng mày. Dạ. Về. Ở đâu ra cái thằng cha Văn Tích này thế nhỉ? Quê nó ở làng Vũ Đại à? Vợ ơi,